two people go to this Hai nhân vật hầu như gặp nhau mỗi ngày tại siêu thị. Chàng trai đã để ý cô gái xinh đẹp và một ngày anh quyết định đến bày tỏ cùng cô. Lần trước bọn mình đã được làm quen với thể loại Latin rồi nhưng mà lần này thì là cái thể loại merengue thì bọn mình cũng chưa bao giờ được tiếp xúc cả. Chưa bao giờ nghe đến luôn. Thế là bây giờ bọn mình đang cảm thấy rất là hoang mang khi mà tập thể loại. Hiện tại thì mình chưa nhớ một cái step nào cả. Vì nó quá nhanh và cũng khá nguy hiểm. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Một tràng pháo tay cho Gia Linh và Phi Hải. Itacha. Tôi thấy là cô Melissa và Ricardo cảm thấy rất là vui và hào hứng. Hình như là cái đoạn sau là tụi em có dàn dựng không? Cái đoạn hung có dàn dựng không? Hay là hôm nay là ngẫu hứng? Ngẫu hứng à? Cái gì? Đứng lên. Tụi em ngẫu hứng à? Trời ơi. Thấy chưa? Hung lại cái chứ để làm gì? Đó.